Các học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán 5 năm sách kết nối trí thức bài 2 Ôn tập các phép tính với số tự nhiên tiết 1 Để theo dõi toàn bộ video về môn toán lớp năm sách kết nối của kênh Thành Đô Vlog Các em có thể tìm kiếm với từ khóa toán 5 kết nối Thành Đô Vlog Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn toán lớp năm Các em có thể tham gia nhóm Zalo gia hoàn toàn miễn phí bằng cách là các em mở Zalo bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. em nhớ xin phép phụ huynh trước khi tham gia nha. Để tiếp thêm động lực cho kênh Thành Đô Vlog thì quý vị phụ huynh có thể ủng hộ kênh theo số tài khoản được đặt ở phần mô tả của video. Kênh Thành Đô Vlog xin chân thành cảm ơn quý vị phụ huynh rất nhiều. Luyện tập Bài tập số 1 Đặt tính đổi tính Trước hết là các em bấm tạm dừng video Các em thực hiện các phép tính này trước ra dây nháp. Sau khi làm xong các em bấm tiếp tục video và tham khảo nha Rồi trước hết là câu E 7318 Cộng với 3191 Các em cộng từ bên phải sang bên trái 8 cộng 1 bằng 9 Các

kem trừ từ bên phải sang bên trái 0 trừ 0 bằng 0 0 không trừ được 5 Lấy 10 trừ 5 bằng 5 Viết 5 nhớ 1 5 trừ 1 bằng 4 Kem trừ số nhớ trước 5 trừ 1 bằng 4 4 trừ 1 bằng 3 3 không trừ được 8 Lấy 13 trừ 8 bằng 5 Viết 5 nhớ 1 8 trừ 1 bằng 7 7 trừ 2 bằng 5 681 Cộng với 14.609 Các chữ số trong cùng một hàng các em nhớ viết thẳng cột với nhau. 1 cộng 9 bằng 10 viết không nhớ 1. 8 thêm 1 bằng 9, 9 cộng 0 bằng 9. 6 cộng 6 bằng 12 viết 2 nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5. Hạ 1. Tiếp theo là các em sang câu B. Rồi câu B thì trước hết thì các em cũng bấm tạm dừng video. Các em thực hiện các phép tính trước ra giấy nháp. Sau khi làm xong thì các em bấm tiếp tục video và tham khảo nha. Rồi câu B. 172 x 4 nhân với số có một chữ số. Ta nhân từ bên phải sang bên trái. 4 x 2 bằng 8. 4 x 7 bằng 28. Viết 8 như 2. 4 x 1 bằng 4 thêm 2 bằng 6. Tiếp theo là 307 nhân với 15. Nhân với số có 2 chữ số. Trước hết là các em lấy 5 nhân với 307. 5 nhân 7 bằng 35, viết 5 nhớ 3. 5 nhân 0 bằng 0, thêm 3 bằng 3. 5 nhân 3 bằng 15. 1535 ta gọi là tích riêng thứ nhất. Rồi tiếp theo. Kem lấy 1 nhân 1 nhân 7 bằng 7. Kem nhớ viết 7 lùi sang bên trái một cột so với tích riêng thứ nhất. 1 nhân 0 bằng 0. 1 nhân 3 bằng 3. 307 ta gọi là tích riêng thứ hai. Bây giờ kem cộng hai tích riêng lại. Hạ 5. 3 cộng 7 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 5 thêm 1 bằng 6, 6 cộng 0 bằng 6, 1 cộng 3 bằng 4. Tiếp theo là 4488 chia cho 34. Chia cho số có hai chữ số, các em chọn hai chữ số để chia. Nếu hai chữ số mà bé hơn không chia được thì các em mới chọn ba chữ số để chia. Rồi, trước hết là các em tính từ trái sang phải này. Các em lấy hai chữ số là 44 chia cho 34. Cách ước lượng như sau. 44 làm tròn đến hàng chục ta được 40. 34 làm tròn đến hàng chục ta được 30. Rồi, bây giờ các em nhẩm 40 chia 30. Các em bỏ hai chữ số 0 cuối cùng của hai số đi. Các em chỉ việc nhẩm 4 chia 3. 6 chia 3 được 2. Vậy 4 chia 3 chỉ được 1 thôi. Ta ước lượng 44 chia 34 được 1 1 x 4 bằng 4 4 x 4 bằng 0 1 x 3 bằng 3 4 x 3 bằng 1 Hạ 8 được 108 108 chia cho 34 Cách ước lượng như sau 108 làm tròn đến hàng chục ta được 110 34 làm tròn đến hàng chục ta được 30 110 chia cho 30 Các em bỏ hai chữ số 0 cuối cùng đi Ta nhẩm 11 chia 3 12 chia 3 được 4 Vậy 11 chia 3 thì chỉ được 3 thôi 3 x 4 bằng 12 8 không trừ được 12 Lấy 18 trừ 12 bằng 6 Viết 6 như 1 3 x 3 bằng 9 Thêm 1 là 10 10 trừ 10 bằng 0 Tiếp theo là hạ 8 ta được 68. 68 chia cho 34 cách nhẩm như sau. 68 làm tròn thành 70. 34 làm tròn thành 30. Kem nhẩm 70 chia 30. Kem bỏ hai chữ số 0 cuối cùng đi. Ta nhẩm 7 chia 3. 9 chia 3 được 3. Vậy 7 chia 3 thì chỉ được 2 thôi. 2 x 4 bằng 8, 8 chữ 8 bằng 0. 2 x 3 bằng 6, 6 chữ 6 bằng 0. Như vậy ta được thương là 132 và số dư là 0. Phép chia có số dư bằng 0 thì phép chia này là phép chia hết. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Không thực hiện phép tính, hãy tìm các cặp biểu thức có giá trị bằng nhau. Trước hết là em bấm tạm dừng video các em suy nghĩ và làm bài trước, sau khi làm xong các em bấm tiếp tục video và tham khảo nha. 483 cộng với 5109 thì bằng 5109 cộng với 483. Đây là tính chất giao hoán của phép cộng. Khi đổi chỗ hai số hạng của một tổng cho nhau thì tổng không thay đổi. Tiếp tục 871 cộng 500 cộng 500. Kem em có thể kết hợp hai số hạng bất kỳ lại với nhau sao cho việc tính toán được thuận tiện. Cụ thể ở đây, Kem em lấy 500 cộng với 500 trước. Được kết quả bao nhiêu với cộng tiếp 871. Rồi, 999 x 45 bằng 45 nhân với 999 tính chất giao hoán của phép nhân Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích cho nhau thì tích không thay đổi Tiếp theo 2 x 75 cộng với 2 x 25 hai tích này có thừa số chung là 2 Kem đặt 2 ra bên ngoài Bên trong dấu ngoặc là 75 cộng với 25 Kem áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Mai mua hai gói bim bim, hết số tiền là 18.000 đồng. Trong đó gói bim bim cua có giá hơn gói bim bim mực là 4.000 đồng. Tính giá tiền mỗi gói bim bim Mai đã mua. Rồi chúng ta cùng phân tích và giải bài toán này. Ở đây hai gói bim bim cua và mực có tổng giá tiền là 18.000 đồng. Thầy giáo gọi tắt là cua cộng mực bằng 18.000 bim bim cua có giá hơn gói bim bim mực là 4.000 đồng tức là bim bim cua trừ đi bim bim mực bằng 4.000 đồng cua trừ mực bằng 4.000 tính giá tiền mỗi gói bim bim mai đã mua tức là cua bằng bao nhiêu và mực bằng bao nhiêu rồi như vậy đây là dạng toán tìm hai số tìm cua tìm mực tức là tìm hai số khi viết tổng hai số bằng 18.000 hiệu hai số bằng 4000. Đây là dạng toán tổng hiệu. Đối với dạng toán tổng hiệu thì các em phải chỉ được đại lượng nào đại diện cho số lớn và đại lượng nào đại diện cho số bé. Cua trừ mực bằng 4000 chứng tỏ cua là số lớn. Số lớn là cua. Số bé là mực. Được chưa? Đối với dạng toán tổng hiệu thì các em có thể giải theo một trong hai cách sau. Hai cách này thầy giáo đã hướng dẫn rất là chi tiết ở chương trình môn toán lớp 4 sách kết nối tri thức em nào quên rồi thì em có thể ghi lại nha cách một là các em tìm số bé trước và cách 2 là các em tìm số lớn trước các em có thể giải theo một trong hai cách này ví dụ chúng ta chọn cách 2 nếu chọn cách 2 thì các em phải tìm số lớn trước tức là tìm giá của gói bim bim cua trước Rồi chúng ta giải bài toán theo cách 2. Tổng hai số là 18.000, hiệu hai số là 4.000. Số lớn là cua và số bé là mực. Theo cách 2 thì các em tìm số lớn trước. Tức là tìm giá của gói bim bim cua trước. Giá tiền của gói bim bim cua là số lớn bằng tổng cộng hiệu đặt trong dấu ngoặc rồi chia cho 2 tổng cộng hiệu 18.000 cộng 4.000 đặt trong dấu ngoặc rồi chia cho 2. 18.000 cộng 4.000 bằng 22.000. 22.000 chia cho 2 bằng 11.000 đồng. Giá tiền của gói BB mực là số bé bằng số lớn trừ đi hiệu. Số lớn là 11.000 trừ đi hiệu là 4.000. Ta được kết quả là 7.000. Hoặc là số bé bằng tổng trừ đi số lớn các em lấy tổng là 18.000 Trừ đi số lớn tức là trừ đi 11.000 Chúng ta cũng được kết quả bằng 7.000 đồng Rồi đáp số là bim bim cua 11.000 đồng Bim bim mực là 7.000 đồng Tiếp theo là các em sang bài tập số 4 Tính tổng của tất cả các số trong hình bên bằng cách thuận tiện Rồi Chúng ta nhận thấy 400 cộng 600 bằng 1.000 500 cộng 500 bằng 1.000 280 cộng 720 bằng 1.000 300 cộng 700 bằng 1.000 510 cộng 490 bằng 1.000 100 cộng 900 bằng 1.000 Như vậy hai số nào mà có tổng bằng 1.000 kem em nhóm lại với nhau Tức là các em áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng Ta tính tổng của tất cả các số trong hình bên là hai số nào mà có tổng bằng 1.000 thì em sẽ kết hợp lại với nhau. Như vậy chúng ta được mấy nhóm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nhóm. Ta được 6 số 1.000. 6 số 1.000 như vậy là bằng 1.000 nhân 6 1.000 nhân 6 sáu bằng 6.000 sáu 1 nhân 6 bằng 6 Các em viết thêm 3 chữ số 0 vào đằng sau rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.